Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa, hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực là một trong ba khâu đột phá của cả nhiệm kỳ. Để thực hiện mục tiêu nghị quyết, tỉnh đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, xây dựng 9 quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch tổng thể trên cơ sở phát huy lợi thế địa phương và nhu cầu thị trường để tập trung phát triển sản xuất, đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện 7 đề án phát triển sản xuất, hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Một trong những vấn đề mà tỉnh quan tâm đó là việc ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quy mô lớn, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị được nhân rộng. Một số địa phương, doanh nghiệp đã đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy trình sản xuất tiên tiến, thân thiện với môi trường, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Đến nay, nhiều vùng chuyên canh tập trung được hình thành. Một số sản phẩm có lợi thế của tỉnh đã được xây dựng thương hiệu, gắn nhãn mác sản phẩm, nên đã đưa năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp được nâng cao. Năm qua thì huyện Yên Sơn đã lựa chọn một số những sản phẩm hàng hóa nông nghiệp mà có thế mạnh, có tiềm năng để tập trung quảng bá và xây dựng cái nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa. Đến nay thì toàn huyện cũng đã xây dựng được 17 nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa nông nghiệp. Từ cái việc mà đã xây dựng được cái nhãn hiệu và cái thương hiệu của sản phẩm hàng hóa nông nghiệp thì cũng giúp cho người nông dân mở rộng được thị trường, mở rộng được cái thị trường và cái giá trị mà những sản phẩm hàng hóa đó mang lại được tăng cao hơn. Năm 2018, tại thành phố Hà Nội, Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc gia tổ chức lễ trao giải và cấp chứng thư thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng lần thứ 8. Tại buổi công bố này, tỉnh Tuyên Quang đã có sản phẩm bưởi Xuân Vân của Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp xã Xuân Vân được ban tổ chức trao biểu tượng và cấp chứng thư top 10 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng năm 2018. Đây là cây bưởi tổ hiện vẫn đang tồn tại phát triển trên đồng đất của thôn Soi Hà, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn. Sở dĩ người dân ở đây gọi là bưởi tổ vì nó đã được trồng cách đây gần 40 năm. Từ nguồn gốc giống bưởi quý, người dân Soi Hà đã nhân giống và mở rộng diện tích. Riêng ở Soi Hà đã có tới trên 70 hectare bưởi đã được trồng bằng giống bưởi quý này trên toàn bộ diện tích đất màu đồi. Theo ước tính, bình quân mỗi hộ gia đình trong thôn có nguồn thu nhập từ bưởi từ 50 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi năm. Đây là loại cây ăn quả có múi và trở thành đặc sản ở địa phương đã được người tiêu dùng trong cả nước biết đến. Từ khi xây dựng thành công thương hiệu bưởi từ giống bưởi quý, nên diện tích và sản lượng mỗi năm một tăng, đưa cây bưởi thực sự trở thành cây trồng chủ lực trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Có lẽ cũng nhờ phát triển diện tích cây bưởi gắn với xây dựng thương hiệu mà đời sống của người dân nơi đây đã được cải thiện căn bản. Từ khi chúng tôi được lên cái thương hiệu bưởi ấy, Soi Hà ấy, là chúng tôi tập trung vào là chỉ đạo bà con nhân dân là chăm quy trình chăm sóc đúng theo Việt Gáp, mà hiện nay là đã là lấy 21 hộ ở Soi Hà làm điểm làm theo Việt Gáp rồi. Ở thôn Vĩnh Tân, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, chè là cây trồng chủ lực. Hơn 40 năm qua, bà con trong thôn vẫn luôn duyên nợ với loại cây trồng này. Từ diện tích nhỏ lẻ, chỉ vài hộ tham gia trồng, với mục đích là tạo ra sản phẩm chè búp khô, phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân. Giờ đây cây chè đã có cơ hội phát triển, trở thành loại sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Toàn thôn hiện có trên 128 hectare. Cả thôn có 111 hộ dân, thì có tới 98% hộ tham gia sản xuất chè. Thu nhập thực tế của người dân vùng chè nguyên liệu Vĩnh Tân đã đạt bình quân đầu người từ 40 đến 45 triệu đồng một người trong năm 2019 này. Với phương thức sản xuất theo quy trình sạch,
nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm. Năm 2014, làng chè Vĩnh Tân được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu hàng hóa. Từ đó, sản phẩm chè đã có giá trị gấp 3 lần so với trước đây. Với giá bán trung bình 200.000 đồng đến 250.000 đồng một kg chè thành phẩm, đã cao gấp 3 lần so với năm 2013 và cao gấp đôi so với sản phẩm chè cùng loại không có thương hiệu hiện đang bán ngoài thị trường. Đặc biệt, đây cũng là sản phẩm của tỉnh Tuyên Quang tham gia liên hoan Festival chè Thái Nguyên và đoạt cúp búp chè vàng. Chúng tôi đã tập trung đầu tư thu hút các cái nguồn lực để mà cải tạo, nâng cao cái chất lượng của sản phẩm chè Vĩnh Tân. Đấy, và từ cái sản phẩm chè từ khoảng độ 80 đến 100 nghìn thì sau khi mà có cái hình thành cái làng nghề chè Vĩnh Tân thì cái sản phẩm chất lượng đã được nâng lên, đồng thời là cái giá trị của một sản phẩm thì đã được nâng cao, nó rơi vào khoảng độ 200 đến 250 nghìn trên một kg chè khô. Các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn đã được hình thành và có sự chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện các nội dung cơ cấu lại ngành nông nghiệp luôn gắn với các nội dung xây dựng nông thôn mới, như rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh đề án, dự án phát triển sản xuất tại các xã, lựa chọn sản phẩm chủ lực của địa phương để phát triển sản xuất hàng hóa. Xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, huy động lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình dự án, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất để tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân. Nên chỉ đạo tác xã làm cái cây lạc để phát triển cái cây lạc ở địa phương theo quy trình là mỗi xã một cây một con, thì Lâm Xuyên, hợp tác xã nông lâm nghiệp Lâm Xuyên chúng tôi là đăng ký về cây lạc, thì đã sản xuất được năm 2017-18, năm nay 2019 là chúng tôi đã sản xuất thêm khoảng độ 20 ha. Thế còn liên kết thì cũng thống nhất với bà con họp triển khai từng thôn là mua với cái giá lạc tươi, là hợp tác xã đứng ra mua bao tiêu sản phẩm cho bà con. Hiện nay toàn tỉnh Tuyên Quang có 42 sản phẩm được cấp nhãn hiệu hàng hóa. Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ chỉ dẫn địa lý cho cam sành Hàm Yên. Hiện nay một số nông sản đã có nhãn hiệu đang từng bước khẳng định thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ, như chè Bát Tiên Mỹ Bằng, mật ong Tuyên Quang được tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017. Cá lăng, chè đặc sản Vĩnh Tân được bình chọn danh hiệu Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam 2017. Bưởi Xuân Vân đứng top 10 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng năm 2018. Quả cam sành Hàm Yên được lọt top 50 trái cây nổi tiếng nhất Việt Nam, được xếp hạng vào top 10 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam. Hiện toàn tỉnh có trên 8.600 ha cam, trong đó có trên 400 ha cam trồng theo quy trình Việt Gáp. Nhờ áp dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng người nông dân đến mục tiêu sản xuất nông sản sạch, hiện đã có hơn 1.000 hộ trồng cam thu lãi từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trong mỗi niên vụ sản xuất. Thế từ khi mà được tập thể nhà nước cho đi học tập huấn, đào tạo cái lớp Việt Gáp ra thì tôi trồng cam, thì bây giờ cái cây cam nó hoa quả nó cũng được mẫu mã nó đẹp hơn. Thế bây giờ là các cái thương lái họ vào mua thì được cái giá nó cao lên, thì nó cũng cải thiện cho cái vấn đề gia đình như là nó khấm khá lên. Để tạo bước chuyển mình quan trọng đối với ngành nông nghiệp, năm qua tỉnh Tuyên Quang đã đầu tư trên 5 tỷ đồng để lựa chọn xây dựng 6 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu là thế mạnh của địa phương trong chương trình OCOP, gồm các sản phẩm rau an toàn, chè búp, vịt bầu, mì gạo, dê núi và tinh bột nghệ ở các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương. Cá nhân tập thể tham gia chương trình này sẽ được tỉnh hỗ trợ giống, vật tư, phân bón và kỹ thuật sản xuất, đầu tư xây dựng nhà xưởng, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá,
kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Năm 2018, giá trị sản xuất trồng trọt đạt trên 4.000 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân là 2,5% trên năm. Giá trị sản phẩm thu bình quân từ 1 hectare đạt trên 86 triệu đồng. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt hơn 2.600 tỷ đồng. Bình quân giai đoạn 2015-2018, tỷ trọng sản phẩm chăn nuôi tập trung chiếm trên 37% trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tỉnh cũng kêu gọi đầu tư, thu hút 8 dự án đầu tư sản xuất giống, phát triển chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc, với tổng số vốn cam kết đầu tư gần 4.800 tỷ đồng. Đó là những con số ấn tượng thể hiện quyết tâm của tỉnh trong khát vọng của người nông dân của tỉnh miền núi Tuyên Quang trong việc tạo ra hướng đi vững chắc trong lĩnh vực nông nghiệp. Được chính quyền rồi phòng nông nghiệp là tạo điều kiện cho ra là phát triển kinh tế dưới tán, thì gia đình cũng ra đây thì cũng có sân bãi là để mình phát triển về kinh tế. Cụ thể là cá hiện tại là làm 18 lồng với sản lượng là mỗi một năm là, như năm ngoái là cũng đạt tới khoảng 10 tấn. Để nông nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, tỉnh Tuyên Quang đang tập trung thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, đề án phát triển chăn nuôi đàn trâu đến năm 2025, đề án phát triển thủy sản đến năm 2025. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông lâm nghiệp, triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, hướng dẫn mỗi huyện, thành phố tập trung phát triển từ 1 đến 2 sản phẩm, xã, phường, thị trấn tập trung phát triển ít nhất một sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị định của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, phát triển chuỗi giá trị ngành hàng theo hình thức nhà nước hướng dẫn và hỗ trợ cung ứng các dịch vụ công. Các doanh nghiệp tổ chức sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng sản phẩm. Để phát triển cái nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa ấy, thì một số các tổ chức đã áp dụng về cái công nghệ dán tem truy xuất nguồn gốc. Thì hiện nay thì đã có 34 cái sản phẩm đã ứng dụng về dán tem truy xuất nguồn gốc. Đây là một có thể coi là một trong những cái áp dụng công nghệ 4.0 về nhãn mác hàng hóa. Thì nó có cái tác dụng, một là nó quảng bá được cái sản phẩm của cơ sở, thứ hai nữa là truy xuất được nguồn gốc, từ thứ ba nữa là chống được sản xuất hàng giả. Đấy, từ đó là các cơ sở đã quảng bá được cái sản phẩm. Năm 2019 là năm tăng tốc về đích trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Do đó, các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn đã và đang được tỉnh triển khai thực hiện với những bước đi và lộ trình bài bản, hiệu quả. Sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp Tuyên Quang nhờ việc xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là các vùng nông thôn. Từ đó góp phần quan trọng giúp tỉnh hoàn thành thắng lợi mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.